Và theo như một số thông tin mà Ngọc Châu cũng đã được các bạn du học sinh tại Singapore chia sẻ thì cái vấn đề việc làm tại Singapore đối với các bạn du học sinh cũng khá là khó khăn. Như vậy thì trong cái thời gian mà học thạc sĩ tại Singapore thì các bạn có được phép đi làm thêm hay không? Và đối với những cái bạn mà học chương trình cao đẳng cử nhân thì sao thưa chị Kim? Hầu hết các bạn học sinh khi mình đến tư vấn tại Tân Đại Dương thì đều có hỏi là không biết có được đi làm thêm ở bên Singapore hay không trong quá trình học của mình. Thì nhân đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn đi du học, đặc biệt là các chương trình cao đẳng hay là đang học chương trình cử nhân thì các bạn sẽ không được phép đi làm thêm dù bất cứ ở hình thức nào và bất cứ theo cái mức lương nào ở bên Singapore, trừ một số cái trường hợp ngoại lệ, đó là dành cho các bạn học sinh học theo cái hệ tập trung chính quy ở các chương trình như cao đẳng, đại học, thì những cái bạn này sẽ được phép làm thêm tối đa khoảng là 16 tiếng cho một tuần. Và nhưng mà những cái bạn này sẽ đều luôn phải được cái sự chấp thuận của văn phòng quản lý sinh viên. Khi mà các bạn đã tốt nghiệp chương trình cử nhân hoặc là đang trong khi mà học chương trình thạc sĩ thì các bạn có thể được đi làm thêm nếu như mà các bạn tìm được một cái nhà tuyển dụng nào đó, một công ty nào đó chấp nhận tuyển dụng bạn, thì cái công ty này sẽ đứng ra làm cái hồ sơ cũng như là